Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với biến động của giá vàng, dứt khoát không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại công điện số 1426 ban hành ngày 27 tháng 12 về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Công điện nêu, thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng. Chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với biến động của giá vàng thế giới và trong nước để sẵn sàng các biện pháp xử lý, sử dụng các công cụ theo thẩm quyền phù hợp, hiệu quả, kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, dứt khoát không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, chỉ đạo của Thủ tướng tới Ngân hàng Nhà nước. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao như thời gian qua, ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành kinh tế vĩ mô. Việc này, Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 1/2024. Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập để xử lý chủ động, tích cực, hiệu quả theo thẩm quyền và báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất cấp thẩm quyền biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định. Thủ tướng cũng lưu ý việc xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức, cá nhân gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng. Trường hợp phát hiện hoạt động kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển tài liệu, hồ sơ cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, công khai minh bạch theo quy định pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu. Một nhiệm vụ khác được Thủ tướng giao cho Ngân hàng Nhà nước là đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình thị trường vàng trong nước và công tác quản lý nhà nước về thị trường vàng, bao gồm cả các nội dung về sản xuất, kinh doanh vàng miếng, vàng thương hiệu SJC, vàng trang sức và xác định cụ thể những kết quả đạt được, hạn chế bất cập tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý trong thời gian tới, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, đúng quy định, đúng thẩm quyền, ổn định thị trường vàng, ngoại hối, tiền tệ, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. Người đứng đầu Chính phủ giao các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công tác để kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, minh bạch, an toàn, lành mạnh, hiệu quả. Các bộ Công an, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan và các địa phương được Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý thị trường vàng. Cùng đó, kịp thời chia sẻ, cung cấp thông tin và chủ động xử lý các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các cấp thẩm quyền, các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Những tháng cuối năm 2023 ghi nhận sự tăng tốc đáng kinh ngạc của giá vàng tại thị trường Việt Nam. Từ cuối ngày 19 tháng 12, giá vàng đã liên tục gây bất ngờ khi xô đổ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Với đỉnh cao nhất mọi thời đại là 80,3 triệu đồng một lượng, thiết lập ngày 26 tháng 12. Đáng nói là khi giá vàng thế giới tăng thì giá trong nước lập tức tăng theo. Nhưng khi giá thế giới giảm hoặc đứng im thì giá vàng SJC vẫn không ngừng nhảy múa. Điều này khiến giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng một lượng. Khoảng cách giữa giá mua và bán cũng rất cao, có thời điểm lên tới 1,8 triệu đồng một lượng. Sự lấp lánh của vàng thời gian gần đây được phản chiếu qua các thành tích sau. Tăng cả triệu đồng trong vài giờ, liên tiếp đập đỉnh, thậm chí so từ đầu năm còn sinh lãi cao hơn gửi tiết kiệm. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Từ cuối tuần trước, khi kim loại quý thế giới ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, phần đông chuyên gia và nhà đầu tư trong cuộc bình chọn trên Kitco News đều cho rằng vàng sẽ có tuần tăng giá thứ ba và neo trên mốc 2.000 đô la Mỹ trên ounce. Vàng sau đó thực sự đã duy trì trên mức 2.000 đô la Mỹ trên ounce cho đến hôm nay, kéo theo đà tăng của vàng trong nước, thậm chí vàng trong nước tăng nhanh và mạnh hơn khi đã phá đỉnh lịch sử.
vàng miếng SJC xác lập mức đỉnh 74,6 triệu đồng trên lượng ở chiều bán. Trong khi đó, vàng nhẫn cũng lên cao nhất mỗi thời đại với 62,4 triệu đồng trên lượng. So với đầu năm, vàng miếng SJC tăng hơn 10%, còn vàng nhẫn tăng tới 14% mức sinh lời cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng. Vàng là công cụ trú ẩn được ưa chuộng trong thời kỳ biến động chính trị xã hội. Vì vậy, giới phân tích cho rằng khi nền kinh tế đối mặt với việc đô la Mỹ suy yếu, xung đột Israel-Hamas còn leo thang và tình hình vĩ mô thiếu chắc chắn, việc giá liên tục tăng không phải là điều ngạc nhiên. Thanh khoản tốt, tài sản chống lạm phát hữu hiệu, giữ giá ở mọi nền kinh tế được xem là những ưu điểm nổi trội của vàng so với các kênh đầu tư. Nhưng kim loại quý này cũng có một số khuyết điểm như không đem lại thu nhập thụ động, yêu cầu về việc bảo quản tốt. Vàng cũng không có thị trường cạnh tranh do người bán không kiểm soát và chi phối giá cả hàng hóa. Chênh lệch giá mua và bán có thể lên đến cả triệu đồng một lượng, tức khoảng 1,5% giá trị. Hay giao dịch mỗi phiên vàng cũng không có biên độ dao động giá như cổ phiếu, để nhà đầu tư có thể kiểm soát mức lãi, lỗ. Do vậy, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm giảm liên tục từ tháng 4, chứng khoán cũng đang trồi sụt, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nghĩ tới vàng hơn. Những điều này là nguyên nhân khiến giá phần nào tăng mạnh gần đây. Bà Nhung, 60 tuổi, Bắc Ninh, nói không nhìn thấy tiềm năng của các kênh đầu tư khác thời gian gần đây nên muốn chuyển sang đầu tư vàng. Bà tính cuối năm khi tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng đến hạn tất toán sẽ lấy ít nhất một nửa để mua vàng, phần còn lại cũng chỉ gửi tiếp kỳ hạn ngắn, chờ diễn biến mới. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, khuyên không nên rút tiền tiết kiệm để mua vàng trong bối cảnh vàng đang ở đỉnh cao. Mua vàng để tích trữ trong thời điểm này nếu đảo chiều sẽ lỗ lớn, ông nói. Ông Hùng cho rằng phần được không nhiều bằng phần mất, nên nhà đầu tư đừng để bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Chiều ngược lại, trước câu hỏi đặt ra về việc bán vàng lúc được giá để chuyển tiền sang kênh đầu tư khác, ông Hùng nói nếu cần thiết thì nên bán, nhưng bán thì đừng tiếc, ông nhấn mạnh. Theo vị này, diễn biến vàng quốc tế có thể sẽ còn tăng tiếp. Từ đầu năm, mỗi ounce vàng quốc tế tăng từ mức 1.820 đô la Mỹ lên 2.044 đô la Mỹ, tức 12%. Với kịch bản bi quan là giá đảo chiều khi sức khỏe nền kinh tế Mỹ trở lại như trước, xung đột địa chính trị giảm nhiệt, thì một cú lao dốc thẳng đứng của vàng vẫn khó có thể xảy ra. Chưa kể tình hình quốc tế lại đang có xu hướng thuận lợi cho vàng khi thị trường đều dự đoán cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ giảm lãi suất từ giữa năm sau. Môi trường lãi suất cao vốn không mang lại lợi thế cho tài sản không sinh lãi như vàng, nên khi lãi suất hạ nhiệt, vàng sẽ lại có thêm cú hích để tăng trưởng. Ông Ngô Thành Huấn, giám đốc điều hành FIDT, đơn vị chuyên tư vấn đầu tư vào quản lý tài sản, nhấn mạnh các nhịp tăng, giảm của vàng gần đây là thời điểm để chốt lời chứ không phải để mua vào. Nếu vàng đột ngột tăng 15% thì nên bán, còn vàng giảm từ 10% trở lên thì nên mua, ông khuyên. Đầu tư tài chính vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên các chuyên gia thường đưa ra lời khuyên không được bỏ trứng vào một rổ. Vàng chỉ giống như một trụ đỡ về tâm lý hơn là một kênh để tăng đầu tư. Không có biên độ để vàng tăng 20-30% trong bối cảnh hiện tại, ông Huấn nói. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, bất động sản. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.